khoai cháy rồi, người thấy mùi khoai cháy đấy. Gạt nó ra một bên để chúng ta. Còn kiểu cắn nó. Đấy quá, lùi về đây, lùi về đây. Bói than á. Nào lùi về đây, quân ở đấy. Nào, bây giờ chơi ù. Ù tí nữa là... Sắn cháy cháy kia là... Đâu đâu, cầm một khúc vào đây, bây giờ thế này. Ai thua bị, ví dụ ba người ù này nhá. Người nào mà bị lẻ nhất là người đấy thua. Thua là bị mỗi người bôi cho một phát nhá. Bôi vào mặt, thấy chưa? Mà bôi gì? Ù thế nào, mỗi lần chơi ù nào nhỉ? Bôi nhiều... ỏi. Đấy, ỏi. Ỏi. Đấy, ví dụ ai lẻ nhất là người ấy bị bôi nhá. Kết. Nào. Kết. Quân, quân, quân. Quân ơi. Chịu bôi này á. Nóng quá. Nào. Bây giờ, bây giờ. Nói chung, chịu bôi này á. Ờ, chịu bôi mít không chơi đâu. Bọn này không được ứng bác à, ở ngoài chúng tuế cổ vũ nói chuyện riêng chán đời. Ăn việc mình ăn. Đi về đây. Đi về đây xem bác xong là cười một cười việc của mình ăn nhỉ. Ăn vỏ ngon lắm. Ô, đâu hết rồi. Quay qua đây quay lại hết khoai luôn. Chưa ăn được, vỏ ngon. Chưa được ăn củ nào luôn. Nào, chơi tiếp. Chơi nào. Bác từ từ im em đây mày chị bác lùi ra mày mần thinh là thế nào anh muốn mèo luôn đi có muốn bôi không Quân bây giờ muốn bôi vào đâu này cho con cái này mặt mày mới bị bôi mắt đầu tiên mà mặt mày xị thế này thằng này một bác bị bôi đầy mặt mà không sao mà nó bị bôi mà về tới nhìn cái mặt nó kìa nhìn chị cấy à coi nào chơi cấy á chơi cấy à chơi cấy á chơi cấy à ở đen á không chơi tay chơi tay không chơi cây vào mặt nhìn bác ơi mày bôi bác bao nhiêu lần rồi ăn bộ ngon nào 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 cái mặt nhìn chán rồi. Cái mặt nhìn chán đời quá. Ngon
ăn lắm ấy. Thua rồi, nào Phúc. Nào. Nhiều ăn ít ỏi. Ừ, vẫn. Nhiều ăn ít ỏi. Mày vớ vẩn. Cái thằng này lận đận đờ đờ để bác bôi mà tiếp. Sao mày cứ đần cái mặt ra thế? Con được thần chú không? Hả, thần chú không? À, nhìn cái mặt mày cứ đần ra đây nè. Đi nào, ngờ cái mặt lên. Chỉ được bôi duy nhất một nét thôi hả bà? Một nét là nguyên một đường mắt. Thôi, không chơi tuyệt dài thế kia mà. Vớ vẩn. Nào, chơi lại. Bắt đầu nhá. Nào. Nào, hai bắt nào. Bị Hạnh chưa được quyết nào. Ừ, Hạnh chưa bị cái nào. Nào, chưa được. Nhiều ăn ít ỏi. Tỏi. Mít ăn nhiều tỏi. Chưa ăn được. Nhiều ăn ít ỏi. Mà thằng Quân. Đây là đen mị. Có đổi chỗ không? Ôi giời, nhỏ trắng ấy. Không là phong thủy. Mình ngồi mình như là bác. Này bây giờ thì cũng chỗ thôi. Thì bôi cứ lấy ra chị không ngồi. Nào, mặt sĩ ra chưa? Nào, tiếp. Kẻ thù quá này. Ít ỏi. Mít ăn nhiều tỏi. Tao cho mày chết. Vớ vẩn. Úi giời, nó ra sức nhở. Một ngón thôi, quệt một cái không kéo dài. Ai chết ra. Được rồi, để im, biết rồi. Nào. Dính rồi. Phúc có bôi chị khẩn trương, phải bôi đấy. Ai chị em chết. Màu. Cái mặt đâu là chị cái mặt đâu. Đâu. Nào thằng kia. Quay về đây. Ăn cái gì lắm ấy. Cho củ sắn vào để. Củ sắn của cháu. Nhìn cái mặt. Chán đời. Chán đời. Có chơi không? Không. Chơi. Chị à chị. Nhìn cái mặt cứ đần ra. Lúc bôi người ta thì thích đâu. Bây giờ bôi mình mặt chị cái gì đó. Nhà có hoa hay à, bác đang làm nào. Gì vậy? Có hoa. Cắt nha. Ăn chơi không? Ăn vỏ ngon. Ăn vỏ nhớ kẻ trúng khoai. Ăn vỏ ngon. Cái này. Mặt đẹp trai thế. Ăn vỏ ngon á. Chị ăn ấy có ngon không? Không đem một tí nào luôn. Ê. Nào, chơi lại. À, chết chờ. Khoai đâu rồi? Ôi mẹ hết khoai à? Không biết, vẫn còn một vài củ. Ăn đi. Nào, chơi tiếp. Ăn ít thôi. Con kia cười lắm đấy nhỉ, cần trước nào. Bây giờ mỗi người bị 2 lần. Quân bị mấy lần rồi nhỉ? 3 lần rồi, 4 lần rồi. 3 lần. Không còn khoai ơi. Hạnh lần bị lần 2 à? Đẹp trai của Quân. Đẹp trai. Này. Đây là
gạch trước đi, cho chị Phúc gạch trước. Khoai đâu hết rồi? Khoai ăn sạch rồi. Nào, chơi lại. Nào. Ờ hay. Mít bới xem còn củ sắn à, củ khoai nào không? À. Thôi. Bốn mũi thôi. Mặt mà Hạnh cũng không, không nào chơi rồi, hết đấy rồi. nhanh thời gian có hạn, ăn hết khoai. À, quần đúng là quần kia quần... À, nhiều ăn ý ơi, mít ăn nhiều tỏi, mít ăn nhiều ỏi. Anh nhắc ta cùng mỗi một món thôi. Này. Một cái đen đen à. Quân toàn chơi. Cần Trương thì không cần phải đâu, Cần Trương tối rồi. Nào. Dài đấy. Chơi được 9 8 hay là 8 lượt rồi nhỉ? Mấy lượt rồi nhỉ? Hả? Mấy lượt rồi nhỉ? 1 2 3 4 5 6. Chơi 2 lượt nữa thôi. Phải chơi dã man nhất con này. Vạch vào mồm đi thế kia. Chơi chơi người ta chơi vạch ra ngoài, mình vạch từ môi trên xuống môi dưới. Vạch thế kia chặt thù ghê lắm à. Nào chơi lại nào. Chơi đúng 3 lượt nữa. Nào Khẩn Trương, chơi 3 lượt nữa thôi. Sắn à, khoai hết rồi. Quần Khẩn Trương. Nâng cọc dậy được. Nào, chơi nốt 3 lượt nữa thôi. Nhiều. Nào, 2, 3. Nhiều ăn. Mày. Cháu ơi. Mít à. Đó cái tay à. Này, này. Cậu có nhìn thấy là chị Hằng như ông không bà ấy. Ôi trời ơi. Thôi. Hết lượt rồi, không chơi nữa. Chơi 10 lượt thôi mà phải không? Còn chưa dính đòn. Kết thúc rồi nhá. Lần nào ngoài trừ 2 lần đó. Chơi nhiều nhất à? Anh con. Ôi trời ơi. Đi rửa tay đây. Rửa tay nào, đi rửa tay nào. Thì ai cũng ghê hơn. Còn một củ sắn, xử lý đi. Ừ, Minh ăn. Đây mà. Dép đâu? Chịt. Đi đi rửa tay đây. Chị, lật cái đấy lại. Đi rửa nào, đi sang kia rửa tay. Em chỉ ném thả que thấy siêu đi. Mẹ. Trời ơi. Thôi tránh thôi. Không, không, nó cũng không trốn được.
có ra không Quân? Không, không ra tí nào luôn. Bắt công ra, con ra hết chưa? Thôi mấy đứa kia về rửa đi, không xuống đây nữa. Về rửa. Ôi, ba rửa xong rồi. Sạch rồi. Ôi thì vui vui. Ôi vui vui, mình để mặt mộc. Ê, kéo lên thôi. Thôi về nhà rửa mặt thôi. Được rồi. Thế nào? Sạch rồi, sạch rồi. Xem nào. Ngẩng cái mặt lên. Ngẩng cái mặt lên xem nào, sạch rồi. Đi về. Đi về cho nó ở lại. Cái gì ấy? Mặt đẹp trai phết rồi. Ngẩng lên cơ. Ngẩng lên cái nào. Ngẩng lên nào. Đẹp trai nhỉ. À, đẹp trai chưa có người yêu. Lên 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 lên. Cái này mà thả tiêu diều thì tốt. Rồi quả chấm kia ăn á. Hello. Xin chào tất cả mọi người. Video của mình hôm nay đến đây là hết nhá. Trời về đã khá tối. Mọi người chia sẻ và ủng hộ cho kênh, cho thời gian tiếp theo để ra nhiều video hơn, mới hơn nhá. Xin chào.